Xin chào hết tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay mình có dịp đi đến một cái vùng gọi là ngoại ô của thành phố Atlanta. Cái vùng này mình thấy nhà cửa cuộc sống ở đây nó cũng sống tốt, nhà mới nhiều mà cái giá đó thì nó cũng còn tương đối là thấp. Nên mình muốn quay lại chút ít hình ảnh để chia sẻ để các anh chị và các bạn ở khắp nơi xem thêm cho biết về cái đời sống ở tại phía Bắc, gọi là cái vùng ngoại ô của thành phố Atlanta này nha. Rồi cùng đi với mình coi cái nơi này nó ở đâu, nhà cửa như thế nào, giá cả ra sao. Rồi đi xem để biết về thành phố này nha. Hiện tại thì mình đang chạy trên tuyến đường Beaver Run, khu vực này của North Cross, hướng về vùng Lawrenceville. Đường Beaver Run này ở đây thì có như là nhà thờ của người Việt Nam mình lớn nhất ở tại thành phố Atlanta này, cũng như xung quanh đây thì có các ngôi chùa cũng của người Việt Nam mình luôn, cũng như chợ người Việt Nam và người châu Á mình ở khu vực này. Khu này thì cũng được xem là khu có cái giá nhà nó cũng rẻ, dễ sống, có đông người Việt Nam mình sống ở đây. Nó gần gọi là ngay cái trung tâm của là người Việt mình á. Bây giờ thì mình sẽ đi đến vùng Lawrenceville và sau đó là kế tiếp sẽ là vùng Dacula, nhà thờ Việt Nam mình phía bên tay trái của mình đó nha. Và bây giờ thì mình đang ở trên tuyến đường US 29. Thì ở đây nó có hai tên, cũng như một cái tên nó gọi là Lawrenceville Highway ở tại khu vực Lilburn. Nè, buổi sáng đó thì ở cái hướng ngược lại đó thì rất là nhiều người sẽ đi vào những cái khu trung tâm ở đây để làm việc. Nhưng mà còn cái hướng mình trở ra gọi là đi ra ngoài ngoại ô đó, thì bắt đầu xe nó hơi vắng hơn rồi, không có nhiều. Thì bây giờ mình sẽ rẽ phải vào đường Sugarloaf Parkway. Người Việt Nam mình ở tại phía Bắc ở thành phố này đó mà sống nhiều năm đó, thì ai nó cũng đều biết cái con đường này hết. Đường Sugarloaf Parkway này đường rất là lớn, rất là dài. Và cũng như hiện tại bây giờ thì cũng có khá đông người Việt Nam mình sống ở trên cái con đường này. Thì mình đi đến đâu thì mình chia sẻ đến đó nha. Ở cái ngã tư phía trước mình đó là đường Sugarloaf Parkway và đường Raisin Highway. Thì ở đây được xem như là cũng bắt đầu là ngoại ô rồi đó. Khúc này bắt đầu vắng rồi. Cái xe mình đổ chở ga đó thì rất là ít, nhưng mà xe người ta đi vào ở trong thì rất là nhiều. Đường Raisin Highway này á thì bắt đầu có những cái farm người ta trồng strawberry hay cũng như là trồng các loại rau cải đó. Thì ở đây được xem là vùng ngoại ô, đất nhiều, cũng như người dân ở đây thì người ta trồng rẫy, trồng rau, các thứ trái cây cũng nhiều lắm. Khúc này bắt đầu hết nhà rồi, cũng có nhà nhưng mà ít, không có còn nhiều nữa. Thì bây giờ sau khi đi cuối cái đường Sugarloaf Parkway, mình sẽ thấy đường 316. Đường 316 này nếu như mình rẽ trái sẽ vào ngược trở lại thành phố Atlanta, còn rẽ tay phải mình sẽ đi về thành phố nhỏ hơn, đó là thành phố Athens. Athens này thì có trường đại học cũng thuộc về dạng lớn của tại tiểu bang Georgia, cũng có rất đông sinh viên đi học, trong đó có các con em cháu cũng như là người Việt Nam của mình cũng đi học ở tại trường học ở tại thành phố Athens này. Thì mình rẽ tay phải cũng không có chạy xa đâu, chạy chút xíu thôi thì sẽ tới những cái khu dân cư mà mình muốn chia sẻ, nó nằm kế bên đây thôi. Giờ mình bắt đầu mình quẹo về hướng tay phải nha. Mình sẽ tới đây mình sẽ vào cái con đường kêu là Harbin Road. Ngoại ô thì nó chung ra cái khúc này thì nó rất là vắng vẻ. Hiện tại thì bây giờ đang mình thấy là đang phát triển nha. Nhà cửa thì bây giờ bắt đầu xây nhiều thôi. Trước đây là cũng rất là vắng vẻ. Khoảng chừng 5 năm trở lại đây.
Thực sự ra nếu mình đi cái đường local đó, hồi nãy giờ mình chạy thì nó hơi xa chút xíu, nhưng mà nếu mình đi đường highway thì nó cũng mau lẹ lắm. Khoảng chừng nửa tiếng thôi sẽ vào tới khu chợ người Việt Nam của mình ở tại North Cross. Đi đường local thì nó có nhiều đèn, mình chờ đợi điện thoại lâu. Ra đây thì đường vắng, ít xe, mình chạy thì nó thoải mái hơn. Đây là đường Harbin Road, quẹo phải nha. Rồi quẹo phải xong sẽ quẹo phải thêm cái nữa, thì gọi là đi vào cái khu dân cư. Nếu như mà mình chạy vòng vòng ở ngoài thì mình nhìn mình khó mà biết được lắm, tại vì nó rất là vắng vẻ đó. Mình tưởng đâu nó không có nhà, nhưng mà nhà thì người ta cất nó vào những cái khu vực ở bên trong này. Sáng có mấy người đi cắt cỏ lụm rác dọc theo ở bên đường này. Đường ở nhà quê mà người ta cũng vẫn giữ vệ sinh rất là sạch sẽ, bởi vì khu vực này thì phần lớn là người Mỹ trắng ở nhiều. Ở đây thì có một cái này nói chung là nó rất là buồn nha. Ai đi làm việc thì đi, thì ai ở nhà coi như là chỉ nằm ở nhà thôi, chứ xung quanh đây thì cũng có rất là ít nhà hàng cũng như là cửa hàng ăn uống, chợ búa cũng tương đối ít. Cái bên đây có cái sở cảnh sát cũng như là có trường học nữa. Đây khu nhà này nè, đang xây cất thấy là cũng nhiều lắm, còn đất trống nhiều, thấy nó để là còn nhà mới để bán mà. Rồi bây giờ mình sẽ chạy vào bên trong nha. Phía bên tay trái mình thì còn đất mà cũng ít, nó không có nhiều. Giờ sẽ chạy để coi coi, chạy coi mấy cái mẫu nhà trước một cái đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy một vòng nha, cũng như là mình chia sẻ những cái mẫu nhà trong cái khu này, và cũng như cái giá mà gọi là cái giá căn bản theo như mình biết ở đây đó, nó từ 450.000 đô cho đến 470.000 đô nha. Thì mình nói là cái giá là căn bản đó, khi mình vào mình mua hay là mình đặt xây thì có thể là cái giá nó khác nữa. Đây mình chỉ đưa ra cái giá căn bản thôi. Thì ở đây theo như mình thấy có một cái của cái vùng ngoại ô này là cái đất nó tương đối nhiều. Nó mình nhìn thấy không? Nó đây là phía sau nè của hai cái dãy nhà nó đâu lại với nhau đó. Một bên thì người ta đã làm hàng rào, còn bên đây họ còn để trống nè. Nhưng mà cái sân nhìn thấy không? Mênh mông. Cái điều này đó thì ở gần gần khu vực dân cư đông hay là ở gần gần thành phố đó, mình kiếm đất như vậy đó thì rất là hiếm nha, ít có lắm. Tại vì nhà bây giờ thì theo mình thấy đó, gọi là tất đất tất vàng. Những cái khu mình chia sẻ trước đây đó, cái đất nó rất là ít. Còn đặc biệt mình thấy cái khu này đó, là cái đất là nó gọi là tương đối lớn và nhiều. Ra đây thì đi làm nghề neo, nghề móng tay đó thì là cũng tiện. Tại vì ở đây đó mà mình chạy đi tới các cái khu vực khác lân cận để mà mình đi làm móng tay đó là cũng dễ lắm, cũng mau lẹ lắm. Đều có chỗ để làm hết. Và cũng như thì anh em ai mà thích gọi là yên tĩnh đó, rộng rãi nhiều đó, thì bây giờ phải đi ngược về ga gọi là ngoại ô là như vậy nè. Từ đây thật sự mình đi ngược trở vào khu Việt Nam mình ở tại khu North Cross, thì bây giờ nếu mình đi highway khoảng chừng 30 phút thôi. Còn nếu mình đi đường local đó, thì do nó có nhiều đèn, nhiều xe đó thì nó hơi lâu hơn chút, khoảng chừng 45 phút. Highway thì chắc không tới 30 phút đâu. Theo như mình thấy ngoài cái giờ cao điểm khoảng chừng 25 phút rồi.
Làm nhà cửa phía sau không? Đất đai quá chừng nha. Đây là khu vực Đà Khiêu Là nha. Thì bây giờ có thể nói cái khu vực này bây giờ cũng được nhiều người Việt Nam mình cũng như người châu Á mình chú ý tới và đến đây sinh sống. Tại vì từ đây đó mình sẽ chạy khoảng 10 phút nữa thôi thì mình sẽ gặp có như một cái chùa của người Việt Nam mình. Và các cái khu vực, các khu dân cư xung quanh đây cũng vậy thì cũng rải rác, cũng có người Việt mình sống. Đó thì mình chia sẻ như vậy, anh em khi mà xem được video của mình á, nếu mà cảm thấy thích á, thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Mình thì mình chỉ chia sẻ những cái mẫu mã nhà cũng như mình nói sơ sơ về là cái giá tiền và cũng như nó bao xa so với cái khu Việt Nam, các chợ Việt Nam ở đây. Buổi sáng này có thấy mấy người đi tập thể dục nè, nó nhìn cái quang cảnh thì nó rất là yên bình. Và xung quanh đây á, lúc mà đầu mình chạy vô mình thấy cũng vẫn còn đất nha. Và cũng như ở những cái khu vực xung quanh đây thì người ta cũng vẫn còn xây dựng, cho nên mình phải liên lạc với một cái công ty địa ốc ở đây. Người ta sẽ hướng dẫn cho mình cũng như người ta sẽ cho mình biết thêm những cái chi tiết nữa. Phía bên tay phải của mình nè, những cái căn này người ta cũng đang xây coi như là cũng đã gần xong rồi. Thì cái khu này mình thấy coi như là nó cũng là muốn hết rồi. Như anh em mà có đến đây thì có thể mình sẽ kiếm những cái căn mà ở những cái khu vực lân cận ở đây thôi. Chứ còn khu này mình thấy một khi đã xây lên gì là có nghĩa là đã có người mua hết rồi. Cũng như còn đất nó đang làm thêm mình thấy cũng ít thôi. Tại vì khu này nó cũng đã hình thành cũng mấy năm rồi. Đó, xây ở đây bên Mỹ này, xây nhà Iran này, như nhau luôn vậy. Ở trong cái khu này như vậy đó thì sẽ có luôn là hồ bơi nha, hồ bơi à, cũng như là sân đánh tennis. Như vậy thì mỗi một năm mình phải trả thêm là một ít tiền nữa, nó tùy theo khu, có thể là 500 đô một năm, 700 đô một năm. Và ở đây á cũng như á, người ta làm cái thùng thơ nè, cái này là cái thùng thơ để đây nha, xài trong nguyên khu này luôn. Thì mỗi một nhà đó sẽ có một cái thùng thơ, một cái mã số riêng. Mình ra đây là mình lấy thơ. Mình thấy như vậy cũng rất là ít. Thông thường thì nhà có cái thùng thơ phía trước, nhưng mà cũng có một số cái khu người ta xây sau này người ta làm cái thùng thơ nó nằm ở chỗ công cộng vậy đó. Mỗi một ngày mình phải ghé là mình lấy thơ. Vậy đôi khi thì nó cũng hơi lằng biếng, trước cửa nhà lấy luôn thì nó khỏe hơn. Rồi mình sẽ chạy dài dài tới những cái khu xung quanh đây nha, để anh em xem chơi cho biết thêm cảnh ở đây nha. À, kế một bên cái khu nhà luôn thì cũng có một cái trường học. Ở đây trường này mình nói là trường tiểu học đó, từ lớp 1 cho đến lớp 6. Nhưng mà giờ mùa hè này hết quay học rồi. Nó rất là tiện, nếu ở đây mà có con nhỏ còn đi học đó thì cũng tiện lắm. Cái khu đó thì chỉ là đi bộ đi qua đây luôn, kế bên nhà. À, dùng ngoại ô yên tĩnh ở Mỹ nha. Thì ở đây nó có một cái ngôi chùa cũng của người Việt Nam mình luôn. Nó để từ đây mình chạy tới cái ngôi chùa đó chắc mất khoảng chừng 10 phút hơn à. Nó cũng gần. Thì ở đây mình thấy cũng có cái đất xung quanh đây nè, người ta kêu là bán đất thì cũng nhiều lắm. Nhưng mà đất ở đây thì bán là tương đối lớn nha, không phải là bán đất nhỏ để mình cất nhà ở đâu. Bán đất là chủ yếu để cho người ta mở công ty, hãng xưởng hoặc là xây những cái khu nhà lớn á. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo về hướng bên tay phải, tiếp tục ghé vào những cái khu nhà xung quanh ở đây nữa. Nó thì khu này á, nó có một cái á, nó cũng yên tĩnh cũng như là hồi nãy mình chia sẻ ha. Kế bên này có luôn là trường học, có sở cảnh sát, mà con cái chợ búa ở đây thì mình đi thì nó hơi bất tiện một xíu thôi, phải đi hơi xa. À, xung quanh đây nè, thấy bây giờ đó đất trống hai bên đường còn rất là nhiều.
cái cũng còn đang xây dựng nữa nè. Nhưng mà trong tương lai thì mình nghĩ rằng là không có xa đâu, thì cũng sẽ có nhiều người đến đây. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục khám phá là những cái nhà ở vùng quê ha. Thì nó dọc theo cái con đường lớn này đó, thì nhà cửa hai bên rất là ít, cũng như xa xa mới có một căn và mình nhìn thấy ha. Cũng như thì như vậy đó, mình sẽ phải rẽ vào bên trái hoặc là bên phải, gọi là mình quẹo vào những cái khu xóm đó, thì nhà nó mới có nhiều hơn. Chứ còn ở trên cái con những con đường chính như vậy đó, thì nhà rất là ít. Mình sẽ ghé vào điển hình một cái khu nhà trên con đường này đi. Thì những cái khu này, những cái mẫu nhà ở đây mình thấy thì cũng có chắc cũng trên 30 năm đến cả 40 năm. Thì ở đây thì nhà cắt hồi xưa đó, thì đất đai nó tương đối nó rộng nó nhiều. So với cái khu mới hồi nãy thì cái đất là quá ít. Cũng như những cái video trước mình chia sẻ đó, nhà mới đất ít lắm. Nó còn này là những cái khu này giống người ta hình thành nó cũng đã lâu rồi, nên đất đai nó nhiều lắm. Nếu như mình không thích những cái khu mới thì mình có thể mình tìm kiếm, mình mua những cái khu ở đây như vậy. Nó mình cũng thấy người ta có để cái bảng bán nè. Nó những khu này như gì ở đây thì bây giờ nó khoảng gần lối 400.000 đô cho một căn ha. Nó tùy theo căn lớn hay nhỏ, cũ hay mới. Rất là yên tĩnh, sạch đẹp, ở quê mà. Nói chung qua vùng quê thì thấy hầu như chỗ nào cũng vậy, đều yên tĩnh. Cây cối thì nói chung ra là rất là nhiều, đất đai thì cũng nhiều. Về đây thì nói chung mà trồng trọt là thoải mái luôn. Đảo vòng xem cho biết mấy cái nhà bên mấy cái khu ngoại ô xa đây nha. Rồi bây giờ mình ra đường lớn để mình chạy lại đi về lại. Miền quê Mỹ này nó buồn còn hơn là bên Việt Nam mình đó nha. Ở Việt Nam mình bây giờ nói mang tiếng ở quê chứ mà xe cộ người ta y đường hết trơn. Còn đường quê này ở đây nó vắng, rất là vắng. Chỉ mình ra ở những con đường lớn phía trước thì mới có xe cộ là đi qua đi lại thôi. Cũng như xung quanh đây là cũng không có quán xá, không có nhà hàng rồi gì hết ha. Chỉ để ở thôi. Có như là nhà thờ để cuối tuần thì người ta đi nhà thờ đi lễ thôi. Nó trên đường mình ra nè, mình cũng có thấy những cái nhà này của mình cũng quay để chia sẻ thêm á, để anh em xem chơi cho biết về ở bên Mỹ nhà cửa. Thì cũng có những cái căn nhà đó nó rất là xa xưa, nó rất là cũ ở miền quê đó. Người ta thì cũng gọi là để tứ tung hết đồ đạc, xe cộ rồi nói chung là đồ cũ á, thì cũng nó cũng nhìn thấy cũng na ná như bên xứ mình mà nó rất là ít, không có nhiều nha. Thỉnh thoảng thì mới gặp những cái căn là như vậy thôi, chứ phần lớn thì nói chung là nhà cửa cũng rất là tươm tất sạch đẹp. Ở đây thì có một số người giống như người ta trồng làm rẫy, trồng trái dâu strawberry, hay là trồng các loại rau cải, trồng bắp, rồi nuôi bò, nuôi ngựa. Đó là ở quê là chỉ có là vậy thôi. Nhưng mà có một điều á nha, thì ở đây ở quê tới gần á, nhà cửa đó mình thì mình thấy là nó lộn xộn vậy đó, nhưng mà có những cái khu gọi là nhà cũng rất là mắc tiền đó nha. Có những khu nhà có thể là 500-700 ngàn, chứ không phải nhà ở quê là nó đều là rẻ hết đâu nha. Tại vì có một số người Mỹ trắng người ta thích ở mấy cái vùng quê là như vậy nè. Mình chạy nó bị lạc đường vào một cái xóm này, thấy nhà bự đẹp quá, thôi sẵn quay anh em cùng xem luôn nha. Thấy chưa, nó ở ngoài ngoại ô xa mà nhà nhìn nè, biệt thự không luôn nha. Nó thì những căn như vậy đó, nó khoảng 700-800 ngàn đô cho một căn.
Thì nhiều khi mình cứ nghĩ rằng ở ngoại ô nó buồn, người ta nhà cũ không có nhà mới, không phải đâu nha. Ở Mỹ này á, có đôi khi là ở ngoại ô đó thì mình bắt gặp những cái xóm nhà vậy nè, nó còn dữ dội hơn ở trong thành phố nữa. Rồi sẵn để mình chạy đi, mình chia sẻ luôn nha, tại thấy cái con đường này nó cũng nhỏ thôi, nó không có lớn. À, phía trước thấy đã không? Này mình nói là đại gia mà ở vùng quê nè, rất là yên tĩnh luôn. Nha, xung quanh là cây cối rồi ao hồ rồi nữa kia ha, nhìn nó rất là buồn, nó rất là vắng vẻ. Nghe không? Cây cối là như là một cái đám rừng vậy đó. Nhờ lại cũng có nhiều người có sở thích ở đây đó, thì này, vô ở vùng quê này chỉ có là người Mỹ da trắng thôi, chỉ còn nói người mà các sắc dân khác mà vô ở vậy thì hiếm lắm, người Mỹ da trắng là nhiều. Nhìn cái cảnh như vậy đó nó rất là bình yên ha, nhưng mà đôi khi đó ở Việt Nam mình mới sang đó thì phần lớn đó là mình bị sốc, mình không có sống nổi cái cảnh như vậy. Nhưng mà khi mình đã quen cái cảnh này rồi đó thì khi mà mình về lại cái nơi mà ồn ào náo nhiệt đó thì mình lại chịu là học được nha. Mình cũng biết có rất là nhiều người nó mới vô sống cái cảnh như vậy đó, thì rất là sợ, nhưng mà ở rồi được 7 năm 10 năm đó, coi như rồi bắt đầu cái cuộc sống yên tĩnh đó. Nó mà mát mẻ, nó sạch sẽ nè, đồ quen ở đây. Rồi khi mà trở về những cái nơi mà ồn ào náo nhiệt hay là vô vô gần gần những thành phố lớn đó, thì người ta lại không thích. Này gọi coi như là làng quê luôn rồi nè, thấy không? Buổi sáng mà giờ này bắt đầu về làm việc mà đâu không có thấy ai ngoài đường hết trơn á. Tại vì vòng vòng ở đây thì cũng đâu có hãng xưởng, đâu có gì đâu. Chỉ là nhà ở thôi. Nếu mà đi làm việc ở trong thành phố á, thì người ta đã đi từ lúc sáng sớm rồi, nên giờ này đường xá rồi nó vắng lắm. Nên thì hôm nay mình dẫn anh em cùng đi với mình đi chơi, coi như đi khám phá vùng ngoại ô của thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia nha. Nó thì tuy gần nấu ngoại ô chứ không phải là nó quá xa. Quá xa hơn nữa thì nó khác nha. Còn do từ đây mà vào tới trung tâm thành phố thì nó cũng khoảng chừng 50 phút lái xe thôi, cho nên cũng không phải là xa quá. Nó sẽ mình xem là xem để biết dùng cái dùng ngoại ô của ở bên Mỹ. Nó phía bên ta phải mình là những cái nhà này người ta có nuôi nuôi ngựa, thì nên tao phải làm là cái hàng rào vậy đó. Cũng như là càng đi ra ngoài vùng xa thì tao làm hàng rào, nó gọi là không có ai mà đi vào cái địa phận đất của người ta hết nha. Này có mấy cái nghĩa trang nhỏ nè, khu này thì nó cũng lâu đời lắm rồi, chứ bây giờ ở gần gần thành phố mà đâu có thấy mấy cái cảnh là như vậy đâu. Nó cũng có khúc thì nó rất là vắng vẻ, mà cũng có khúc thì cũng có nhà có cửa. Nhưng mà phần lớn ở đây thì do ngày xưa đó thì cho nên là nhà cửa đất đai thì nó rất là nhiều. Nãy giờ thì chạy lần quần trong các khu nhà mới, nhà cũ, nhà mà ở miền quê. Giờ mình ra đường lớn đi về lại, ra lại đường Sugarloaf Parkway. Thì đây gọi là khu vực ngoại ô ở tại thành phố Atlanta nha. Nó nhà cửa cuộc sống nó là như vậy. Hiện tại thì không phải là cái khu vực này không, còn rất là nhiều khu vực khác nữa. Bản thân mình thì mình cũng chưa có biết hết được. Nhưng mà trong tương lai sắp tới thì mình cũng sẽ cố gắng tìm hiểu, khám phá thêm.
để gửi đến tất cả các anh chị và các bạn ở khắp nơi xem cho biết về cuộc sống ở tại thành phố này. Rồi, mình cũng xin dừng lại ở đây nha. Nếu như chưa đăng ký kênh mình, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để được xem thêm những video kế tiếp nữa của mình nha, chia sẻ về cuộc sống ở tại thành phố Atlanta. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.